Quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đồ ti dặm bị ma văn hoành tê, vị sâm ra kha na ta và ti xá ra nê, na xá bành cha sĩ la ni và cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, tạ tỳ dặm bi ma văn phàn tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn, thay mặt Kiều Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con và sa thủ lành thai, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thềm Đức Tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào Sư Nhật Quỳnh, Hương Mộng, Đồng Nhật, Quỳnh Giang Nhất Hà, Mê Ta, Đã Hữu Hành Kiểm, Đã Hữu Tâm Hạnh, Sư Thiện Vũ, Sư Thi Lâm và Đạo Hữu Hồng Mai. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng ta năng ga cha mi, con nay mình lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng ga cha mi, con nay mình lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang sa năng ga cha mi, con nay mình lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Cha Mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Đăng Mong Sa Năng Ga Cha Mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khang Sa Năng Ga Cha Mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Ta Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Cha Mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta Tỳ Dâm Bi Đăng Mong Sa Năng Ga Cha Mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta Tỳ Dâm Bi Sang Khang Sa Năng Ga Cha Mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt Đăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Rõm Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sẵn Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Ra Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Tam Bhyam Mang Saranang Gacchami, con đem hết tâm thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khang Saranang Gacchami, con đem hết tâm thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Saranang Gacchami, con đem hết tâm thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tất tỳ dâm bi đăng mong sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tất tỳ dâm bi sang ga hăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Tỳ sa ra năng ga năng ni thi tăng, pháp quy tam bảo còn đủ, chỉ có bấy nhiêu.
Ma phan tê và chúng con xin vâng. Ma na thi ba ta về ra mặt đi sẽ khó bất thân sa ma di giả mi con xin vâng về điều hậu của là quy tính xa sự sát sanh a tin na đa na về ra mặt đi sẽ khó bất thân sa ma di giả mi con xin vâng về điều học là quy tránh xa sự trộm cắp đà mê su mi cha cha ra về là mạnh ni sẽ có bất năng sâm mạnh dạ mi con xin vâng về điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đà về là mạnh ni sẽ có bất năng sâm mạnh dạ mi con xin vâng về điều học là quy tính xa sự nói dối sura mê ra yam ma cha pa ma đắc hà na về là mạnh ni sẽ khó bất năng sa ma dạ mê con xin vâng về điều học là quy tính xa sự dễ uống rượu và các chất say Bana ti ba ta về ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự sạc sanh adina da na về ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mê cha cha dự là cố ý tránh xa sự tà hạnh một sa qua đa về tamani sukha abadang samadhiyami con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối surame dayamat chấp bama dathana về tamani sukha abadang samadhiyami con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ma ni pan cha si kha pan ha ni sa tu kang ka tua nga ba ma de na ni cha ka lang sa mar thi ta pang chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nên tam bảo rồi phải năng mới giữ hành theo cho được trong sạch định có dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh doan tị sì lê na phô ca tâm bạc đà sì lê na ni phu tinh doan tị ta ma sì lăng vị số tha dê ca chung sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sáng đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới được giải thoát nhâm nước bàn cũng nhờ dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhờ xa thục xa thu lành thai uất tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam ăn buốt thầy vô khà li tổ đô sâu buốt thô khà ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng thầm mạnh cho Đức vị thân và răng thầm mê vô khà đi tô đổ sâu thầm mô khà mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sằng khanh cha đu vi tho tam ăn sằng khê vô khà li tô đô sâu sằng khô khà ma tu tăng mà măng con
đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Tề Ất Tha Lập Tha Sukhita Vruna Bodhasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasa Hạt Tập Bê Thị Nhà Thị Phiên Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm miên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát qua tai nước lửa binh. Nguyện thấy chúng sanh khó an kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasatha chapumatha devanaga mahitika vunyang no anumodan thikirang rakhan tu sa sanang. Akasatha chapumatha devanaga mahitika vunyang no anumodan thikirang rakhan tu no garu. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng đặc khan từ nha tài vô. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng đặc khan tu ba ni nô. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bốn nhân nô anu mô đan thì kỳ rằng đặc khan tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Đông vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tranh còi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt-tha-ya. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học từ vựng và duyên sự của Pháp Cú Kinh số 355. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.
Trước tiên, kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Trong những nước Nam mà chúng tôi được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào Chư Thiền Nam, tín nữ, thiền hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 355. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanataya Sawandami Mùa thù mà hề xì ở rằng ta thai các tù lô của tập mô thấp bác rù huy chết thác cô lô ca sơ sát thai chân là đầm mắc hù quý đồ hoành đà mắc hành tầng nó rắc phù chân hề giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thực không đâu sinh bằng thoát ly phiền não cho chăng tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trần. Con xin lãnh lễ Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bà đi bồ yết ta sơ sát thu nô lô ca nó mình thá sơ huy nà ca lô cô sắp bà nhu bút thóc bà tí phù tí sành nhá tù hoàn đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi ánh vàng như là soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lập chúng sinh để những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lệnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô xu hát tá sát xà quốc vô sức khà xu ca mô quốc rách thầm mát sức khá phô nền đà bất sân xà đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hình tầng nở rau phù. Cha này giác cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin lệnh lệ Tăng Hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateche nasikhame tuva thanang thasa bi anupave nasahasaye nasachatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 355. Thanan ti phô ga đùm mê thần. Thanan ti phô ga đùm mê thần. Thanan ti phô ga đùm mê thần. Câu số 2. Nô chắc bà rắc ra quê xê nô. Nô chắc bà rắc ra quê xê nô. Nô chắc bà ra gáo huệ si nô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Hanan ti phô ga đùm mê thần. Nô chắc bà ra gáo huệ si nô. Hanan ti phô ga đùm mê thần. Nô chắc bà ra gáo huệ si nô. Hanan ti phô ga đùm mê thần. Nô chắc bà ra gáo huệ si nô. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Phô ga tần hai gia đùm mê thô. Phô ga tần hai gia đùm mê thô. Phô ga tần hai gia đùm mê thô. Hành ti anh nhê quá áp tà năng. Hành ti anh nhê quá áp tà năng. Hành ti anh nhê quá áp tà năng. Câu 3, câu 4. Phô ga tần hài gia đùm mê thô. Hành ti anh nhê quá áp tà năng. Phô ga tần hài gia đùm mê thô. Hành ti anh nhê quá át tà năng. Phô ga tần hài gia đùm mê thô. Hành ti anh nhê quá át tà năng.
Bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Thanh hành tiếp phụ ra đùm mê thần nô chấp bà ra ca huê si nô phụ ra tần hài ra đùm mê thù hành thi anh nhê quá ác tà năng. Thanh hành tiếp phụ ra đùm mê thần nô chấp bà ra ca huê si nô phụ ra tần hài ra đùm mê thù hành thi anh nhê quá ác tà năng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: Hành hành thi phụ ra đùm mình mô cha bà ra ra quê si nô phụ ra tần hài ra đùm mê thù hành thi anh nhê quá át ta năng. Hành hành thi phụ ra đùm mê thần nô cha bà ra ra quê si nô phụ ra tần hài gia đùm bề thù hành thì anh nhê quá ác tà năng. Như vậy trong cái cách đọc này chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách đọc thì chúng ta đọc hết cả câu pháp môn này. Cách thứ hai thì chúng ta dừng lại ở cuối câu số 2 ha. Như vậy là có hai cách đọc. Cuối câu số 2 thì nó là một trường âm, cho nên chúng ta dừng lại ha. Học đi, chó gà gì trong này không biết nữa. Rồi bây giờ qua dòng kể ha. Đây là một câu 8 từ, thì chúng ta kể theo âm điệu 4-4 ha. Âm điệu 4-4. Hành anh thi phố gà đùm mê thần nô cha ba ra gà quê si nô phố gà tanh ha gà đùm mê thù hành thi anh nhê quá anh ta năng. Hành anh thi phố gà đùm mê thần nô cha ba ra gà quê si nô phô gà tân hà gia đùm mê thù hành ti anh nhê quá anh ta năng. Hành anh ti phô gà đùm mê thần nô cha ba ra gà quê si nô phô gà tân hà gia đùm mê thù hành ti anh nhê quá anh ta năng. Rồi chúng tôi làm xong bộ phận, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, mời sư đi uống trà, uống cà phê, uống gì đó mà sư thích đó. Con không biết sư thích cái gì nữa. Con thấy bữa nay sư khàn khàn nha, âm nội lực không có thâm hậu nha, thấy có vẻ mệt mỏi nha. Dạ con cũng có ý kiến vậy thôi. Bữa nay thấy sư đọc không có gà gái chó sủa gì trơn thì đặc biệt thì nhắc thôi thôi chứ đâu có gì đâu. Có sự ghi nhớ mà sư. Dạ con xin kính chào sư, mời sư đi uống dùng nước, các cô tư nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Ủa quý vị nghe tôi rõ không vậy? À coi con nghe. Một thiên vũ ta giang nhật hà. Giang Nhật Hà có nghĩa gì? Hà là con sông, Giang là con sông, Hà, Nhật là ban ngày hả? Con sông vàng ban ngày hay gì ha? À, trời ơi, tôi thật là hắn Giang, hắn rộng vậy đó. Quý vị nghe rõ ha? Dạ, con xin trả bài đọc kinh Pháp Cú 355 đọc giọng kinh, giọng kệ, phân tích và đại khái là như vậy. Cái này kiểu mới của sư đó nha. Hồi lúc trước là hỏi bao nhiêu trường âm, bao nhiêu đoạn âm, bây giờ dẹp cái đó rồi, cái đó xưa rồi, diễm xưa rồi, bây giờ cũng mới rồi. Dạ con xin đọc nha. Con bắt đầu đọc à.
Hanang tipo ga dum me thang no chapa raga we si no bo ga tang ha ya dum me tho hang ti an ye wa ak ta nang. Hanang tipo ga dum me thang no chapa ga ra no chapa raga we si no bo ga tang ha ya dum me tho hang ti an ye wa ak ta nang. Cái này nhiều chữ âm quá, nếu đọc dầm dòng dài 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 thấy cũng nhiều lắm. Thôi đại khái vậy đi ha. Bây giờ phân tích câu 1 với câu 2, đọc lại câu 1 với câu 2. Ha năng ti pho ga đâm mê thăng nô cha pha ra ga quê si nô. Ha đoạn âm, năng trường âm nhắn, tí đoạn âm, pho ga là hai trường âm thông thường. Đâm là trường âm nhắn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. No là trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, no trường âm thông thường. Câu 3, câu 4 đọc. Phô gác tăng hà giá đùm mê thô, hằng tí anh nhề quá ách ta năng. Phô trường âm thông thường, gá đoạn âm, tăng trường âm nhắn, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm, đùm trường âm nhắn, mê thô hai trường âm thông thường, hằng trường âm nhắn, tí đoạn âm, anh trường âm nhắn, nhê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ắc trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Phô gác tăng hà giá đùm mê thô hằng tí anh nhê quá ắc ta năng. Đọc hết nguyên bài luôn từ câu 1 đến câu 4 rồi xong sẽ đọc qua kệ. Ha năng tí pho ga đùm mê thăng nô cha pha ra ga quê si nô bồ gác ta ha giá đùm mê thô hằng tí anh nhê quá ắc ta năng. Đọc thêm lần nữa ha, cho rõ ha, rồi mới đọc kệ ha. Ha năng tí pho ga đùm mê thăng nô cha pha ra ga quê si nô bồ gác tăng ha giá đùm mê thô hằng tí anh nhê quá ắc ta năng. Quá ắc ta năng tự bản thân mình nghe đọc kệ. Ha năng tí pho ga đùm mê thăng nô cha pha ra ga quê si nô bồ gác tăng ha giá đùm mê thô hằng tí anh nhê quá ắc ta năng. Ha năng ti pho ga đam mê thăng nô cha pha ra ga quê si nô bồ ga tăng ha ya đam mê thô hằng ti an nhê quá ắc tăng. Ngộ hay đọc cái kỹ ha, đọc lại ha. Ha năng ti pho ga đam mê thăng nô cha pha ra ga quê si nô bồ ga tăng ha ya đam mê thô hằng ti an nhê quá ắc tăng. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn đét ơi, thấy không? Sư lặn mất tiêu rồi. Cảm ơn Văn Nhật Hạ cho ba cái bông bông gì đó. Bông hồng rồi. Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh dặn hai người cho và đủ rồi đó. Cảm ơn quý vị nha. Dạ, mời quý vị khác lên tiếp tục hả? Sư thấy bữa nay con có sai gì, sư sửa cho con nha sư. Con cảm ơn sư trước nha. Cảm ơn cô Mít Tà nữa. Dạ mời quý vị kế tiếp ha. Alo 123 Sư Kim. Phân tích thì đúng, nhưng mà cái giọng đọc, cái chữ cuối cùng hát ta nằng, ba trường âm ha, ba trường âm đi liền với nhau, chứ không phải ách ta nằng ha. Không phải ách ta nặng à, ba trường âm thì phải đọc cái dòng dài nó bằng nhau ha. Phân tích thì đúng, nhưng mà cái dòng đọc thì chỉ ách ta năng nè. Ách ta năng chứ sao mà ách ta, ách ta năng. Câu cuối cùng á, hành tí anh nhê quá ách ta năng à, chỉ ách ta năng này có dấu quyền chứ không phải là như chiếc Nhật Quỳnh đưa lên là ách ách ta năng à. Rồi nếu mà viết thiếu cái dấu quyền thì thêm vô hả, ách
À, năng. Rồi, mời Sư Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu Pháp Cú 355, câu 1, câu 2. Hanan ti phô ga đung mê thang nô cha pa ra ga vê si nô. Há là đoạn âm, nan, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, phô, ga, hai trường âm thông thường, đung, trường âm nhấn, mê, trường âm thông thường, thang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, pa, trường âm thông thường, rá, gá, hai đoạn âm, vê, trường âm thông thường, tí, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ha nan ti phô ga đum mê thang nô cha pa ta ga vê si nô. Câu 3, câu 4. Phô ga tanh ha ga đum mê thô hành ti anh nhê va át ta năng. Phô, trường âm thông thường. Gá, toàn âm. Tanh, trường âm nhấn. Ha, trường âm thông thường. Giá, toàn âm. Đung, trường âm nhấn. Mê, thô, hai trường âm thông thường. Hanh, trường âm nhấn. Tí, toàn âm. Anh, trường âm nhấn. Nhê, trường âm thông thường. Vá, toàn âm. Áp, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Phô gá tanh ha gá đùm mê thô hành tí anh nhê vá áp ta năng. Con xin đọc lại nguyên câu Pháp Cú 355. Ha năn tí phô gá đùm mê thăng nô chá pa ta gá vê tí nô. Phô gá tanh ha gá đùm mê thô hành tí anh nhê vá áp ta năng. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin tư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lãnh lễ Sư Trí Đức. À, kính lãnh lễ, mến chào toàn thể đạo tràng. Bởi vì máy của con bị hư nên giờ con phải chuyển qua cái máy mới, con cũng không biết sử dụng. Cho nên có cái gì thì xin sư và toàn thể đạo tràng theo lỗi giùm con. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 355. Dạ, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã post bài. Ha nam tí phô ga đùm mê thăng nô cha pa ga ga huệ si nô phô ga tăng ha ga đùm mê thô hàn tí anh nhê quá át ta năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ha nam tí phô ga đùm mê thăng nô cha pa ga ga huệ si nô. Há là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, phô ga là hai trường âm thông thường, đinh là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, rá, gá, hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Ha nam ti phô ga đùm mê thăng nô cha pa ga ga huê si nô. Con phân tích câu 3 và câu 4. Phô ga tăng ha ga đùm mê thô hàn ti anh nhê quá áp ta năng. Phô là trường âm thông thường, ga là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đùm là trường âm nhấn, mê thô là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá đoạn âm, áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô gá tăng hà gá đùm mê thô hàm tí anh nhê quá áp ta năng. Dạ, con xin đọc nguyên câu lại nguyên câu 355 ạ. Ha nam ti phô ga đùm mê thăng nô cha pa ga ga huê si nô. Phô phô ga tăng ha ga đùm mê thô hàm tí anh nhê quá áp ta năng. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ha nam ti phô ga đùm mê thăng
no cha pa ga ya re si no pho ga tang ha ya dam me tho an ti an ye wa ta nang an an ti pho ga dam me thang no cha pa ga ya re si no pho ga tang ha ya dam me tho an ti an ye wa ta nang. Dạ con đã trả bài xong rồi ạ. Dạ thưa sư có gì sai xin sư sửa giùm con. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ cảm ơn Sức Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống mít xin nhường vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ với bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Nhan Nhật Hạ, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Sis Meta đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Và con xin mục đích và đọc cái câu pháp cú 355. Câu 1 và câu 2. Hanan ti pho ga thum dam me thang no cha ba ra ga we si no. Ha là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, ti là đoạn âm, pho là trường âm thông thường, ga là trường âm thông thường, dam là trường âm nhấn, me là trường âm thông thường, thang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2. No là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá giá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, và nô là trường âm thông thường. Hanan ti pho ga đâm mê thăng nô cha bà ra ga quê si nô. Dạ, con phân tích câu số 4, số 3 và câu số 4. Pho ga tan ha ya đầm mê thô hành tí anh nhê quá ác ta năng. Phô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tên là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đầm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, và thô là trường âm thông thường. Và câu số 4, hành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại 4 câu. Hanan ti pho ga dum me hang no cha ra ba ga we si no pho ga tan ha ya dum me tho hành ti anh nhê quá ác ta năng. Hanan ti pho ga đùm mê thăng nô cha bà ra ga quê si nô. Pho ga tan ha ya đùm mê thô hành ti anh nhê quá ác ta năng. Dạ con xin kể câu pháp cú 355. Hà nan ti pho ga đâm mê thăng nô cha ba ra ga quê si nô. Pho ga tan ha ya đâm mê thô hành ti anh nhê hoa ấm ta năng. Hà nan ti pho ga đâm mê thăng nô cha ba ra gà quê si nô. Phô gà tân ha gà đùm mê thô hành chi anh nhê hoa ấm ta nâng. Dạ con đã phân tích và đọc xong, con có sai con mong ngài xử lại giùm con ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sức Nhật Quỳnh nhiều. Bây giờ định từ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức,
Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 355. Hananti pho ga damme thang no cha ba raga ve si no pho ga tan ha ya damme tho han ti an ye wa attanang. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Hananti pho ga damme thang no cha ba raga ve si no. Ha là đoạn âm, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm, pho trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, no trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, vê trường âm thông thường, xí đoạn âm, no trường âm thông thường. Hananti pho ga damme thang no cha ba raga ve si no. Câu số 3 và câu số 4. Pho ga tan ha ya damme tho han ti an ye wa attanang. Pho trường âm thông thường, ga đoạn âm, tan trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, ya đoạn âm, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, hanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, anh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, vá đoạn âm, ách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô gá tàn hà giá đầm mê thô hành tí anh nhê quá ách tà năng. Dạ, con xin đọc lại. Hà nàn tí phô gá đầm mê thăng nô chá bà ra gá về xí nô. Phô gá tàn hà giá đầm mê thô hành tí anh nhê quá ách tà năng. Dạ, con xin kể. Hananti pho ga đâm mê thang no cha ba ra ga ve si no pho ga tan ha ya đâm mê tho han ti an ye wa at ta năng. Hananti pho ga đâm mê thang no cha ba ra ga ve si no pho ga tan ha ya đâm mê tho han ti an ye wa at ta năng. Dạ, con đã đọc xong, có sai con nhờ sư và đạo tràng sửa giùm con. Dạ, con xin mời cô tu nữ phúc hạnh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, những Đức Phật, những Đức Pháp, những Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Đây con đọc và phân tích câu Pháp Cú 355. Hananti pho ga đâm mê thăng. Há là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, phô ga là trường âm thông thường, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Há nan tí phô ga đâm mê thăng. Câu số 2. Nô chá ba rá gá vê xí nô. Nô là trường âm đọc trường âm thông thường. Chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá gá là đoạn âm, vê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Nô chá ba rá gá vê xí nô.
Câu thứ ba, phô gá tan ha giá đâm mê thô. Phô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê thô là trường âm thông thường. Phô gá tan ha giá đâm mê thô. Từ han tí anh nhê vá át ta năng. Han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Há nam tí phô ga đùm mê thăng nô cháp ba rá ga vê xí nô. Phô gá tàn hà giá đùm mê thô hàn tí a nhê vá an ta nạ ác ta năng. Há nam tí phô ga đùm mê thăng nô cháp ba rá ga vê xí nô. Phô gá tàn hà giá đùm mê thô hàn tí an nhê và át ta năng. Con xin kể. Hà nam tí phô gà đâm mê thăng nô cha ba ra gà vê si nô. Phô gà tan ha gà đâm mê thô hán ti an nhê và a ta năng. Dạ con xin xuống bích ạ, có sai chỗ nào xin ngài chỉ sửa con ạ. Kính chào đạo tràng, xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 1, 2, 3. Cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Con tích thì đúng, nhưng mà trong cái giọng đọc của cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Cái câu số 2, Nô cha bà ra cá quê si nô. Thì cái từ bà ra cá quê si nô, chữ gá này giọng đọc nghe giống như chị ga chứ không phải là chị gá hả? Nó là đoạn âm nhưng mà đọc nghe giống như trường âm thông thường ha. Ba ra ga quê si nô nhưng mà nghe là ba ra ga quê si nô, không biết có phải hay không ạ? Để thấy ai cũng ngồi thiền hết trơn rồi cô thiền. Rồi, chào, xin Nhật Quỳnh tới ý kiến hả? Rồi, xin mời. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức, con Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con chờ cái vị nào chưa đưa tay để đưa tay, chứ không phải ngồi thiền. Dạ, con nghe chưa nói vậy nên con đưa tay để trả bài thôi. Vị nào chưa trả bài thì kính mời bàn tay nha. Dạ, con xin được trả lại câu pháp của kinh số 55. Ha nan ti pho ga đùm mê thăng nô chát ba ra ghé quê si nô pho ca tan ha chát đùm mê thô hành ti an nhê qua át ta năng. Rồi, con sai rồi. Qua át ta năng. Ha nan ti pho ga đùm mê thăng nô chát ba ra ga quê si nô phô ga tanh ha chát đùm mê thô hành ti anh nhê quá át ta năng.
Hanan ti pho ga đâm mê thăng nô chát bà ra ga quê si nô pho ga tàn hà giá đâm mê thơ. Hanh ti anh nhê và át ta năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Há đoạn âm, nanh trường âm nhắn, ti đoạn âm, khô trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, đùm trường âm nhắn, nê trường âm thông thường, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, ra gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Há nàn ti phô ga đùm mê thằng nô chắp ba trá gá quê xí nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Phô trường âm thông thường, gá đoạn âm, tranh trường âm nhấn, hà trường âm thông thường, giá đoạn âm, đùm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, hành trường âm nhấn, tí đoạn âm, anh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, quá đoạn âm, át trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô gác tành hà chất đùm mê thô hành tí anh nhê và át ta năng. Con xin ông hết 4 câu. Hà nàn ti phô gà đùm mê thăng nô chá ba gá quê xí nô phô gá tành hà chất đùm mê thô hành tí anh nhê và áp ta năng. Dạ con có sai chỗ nào ngài chỉ cho con sửa lại ạ. Dạ con xin được kệ ạ. Hà nàn ti phô gà đùm mê thăng nô chá ba ra gá quê xí nô phô gá tành hà và đùm mê thô hành ti anh nhê quả ta năng. Hà nán ti phô gà đùm mê thăng nở cha ba ra gà quê si nô hồ gà tanh ha và đùm mê thô hành ti anh nhê quả ta năng. Dạ con đã phân tích ông và kể xong rồi con. Nếu con có sai chỗ nào, con kính mong Ngài và Đạo Tràng sửa lại cho con. Và con cũng thành kính tri ơn Chư Tông Đức Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, bây giờ con bàn tay bị nào nữa không? Xin mời chị Meta ơi, bữa nay chị có cầm mic được không? Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 355. Ha nàn ti phô ga đùm mê thăng nô cha bà ra ga quê si nô phô gá tành hà gia đùm mê thô hành ti anh nhê quá ác ta năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Há đoạn âm nanh trường âm nhấn tí đoạn âm phô gá là 2 trường âm thông thường, đùm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô trường âm thông thường, chá đoạn âm, ba trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, quê trường âm thông thường, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ha nàn ti phô ga đùm mê thăng nô cha ba ra ga quê si nô. Và câu 3, câu 4. Phô trường âm thông thường, gá đoạn âm tanh trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm, đung trường âm nhấn, mê thô hai trường âm thông thường, hành trường âm nhấn, tí đoạn âm, anh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, và năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô gá tành hà gia đùm mê thô hành tí anh nhê quá ách ta năng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Ha nành tí phô gá đùm mê thăng nô chá ba ra gá quê si nô
phô ga tành hà gia đùm mê thô hành tí anh nhê quá ách ta năng ha nan tí phô ga đùm mê thăng nô cha ba ra ga quê si nô phô ga tăng hà gia đùm mê thô hành tí anh nhê quá ách ta năng. Dạ con cũng xin kể. Hà nan ti phô gà đúng mê thăng nô cha ma ra gà quê si nô phô gà tăng gà gà đúng mê thô hành ti anh nhê hòa ảnh ta năng hà nạn ti phô gà đúng mây thăng nô cha ba la là quê si nô phô gà tăng ha và đúng mê thô hành tây anh nhê hòa ánh ta năng. Dạ con có chỗ nào sai thì xin ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic lại cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhục Vinh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Thiện Vũ. Hôm nay sao hình như là đạo tràng buồn ngủ thì phải. Không ai chịu đưa tay hết. Tina nè, không có thấy bàn tay Tina luôn nè. Và Tô Thị Phụng cũng không thấy luôn. Hậu chùa Phước Quang cũng không thấy luôn. Hôm nay quý vị buồn ngủ hết trơn rồi. Và cảm ơn chị Mít Ta. Bữa nay giặc xích Kim Nhung đạo tràng không có sinh động hả quý vị? Dạ, mấy bữa kia đạo tràng rất là sinh động, đọc kệ người mấy vị luôn. Bây giờ có nhiều vị chưa đưa tay, mấy vị khác thì mất đi ngủ tiền rồi. Đúng rồi, xích Kim mở hàng dẫn quá. Đúng hay gì? Mấy vị khác thì mất đi thiền hết rồi. Dạ, đi tu thiền hết rồi nên là đạo tràng rất là vắng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, thôi con cung thỉnh ngài Trí Đức. Dạ, ngài trở lại đạo tràng đi bạch ngài. Nếu mà ngài điểm danh ha, ngài giảng tư vấn, giảng dân sự xong mà còn ấy hàng thì đóng cửa sớm, nghỉ sớm bạch ngài. Con nay con cũng đuối quá bạch ngài, nãy mà con không tự dạy mình là con không mở rung nổi luôn. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Alo, 123, 123. Cho kỳ vậy là sao? 8 người đọc à, đọc cũng hay chứ đâu có dở đâu à, riêng Huynh Giang Nhật Hà ha, giọng rất là rõ ràng. Trong cái giọng kinh á, thì cũng hơi giống giống như Sư Kim Atta Năng ha. Chỗ này hơi nhanh chút. Ba trường âm thì chúng ta phải đọc cái giọng dài bằng nhau. Áp ta năng ha. À, Huynh Giang Nhật Hà đọc chỗ này áp ta năng hơi nhanh. Rồi, trong cái giọng kể rất là rõ, nhưng mà kể theo cái từng câu một nó không có xúc tích. À, chúng ta kể cũng giống như kinh à, tức là hai câu một lần. Hai câu một lần, ví dụ Hanan tí phô gà đùm mê thằng nô cha bà ra ra quê si nô. Đọc một lần hai câu à,
đừng bao giờ đọc Ananthipura Đùm Mê Thần rồi chúng ta nghĩ, mà chúng ta phải chạy qua Nô Chấp Bà Rắc Áo Quê Si Nô. Bởi vì câu số 2 cuối câu là trường âm, đó là một hạnh phúc cho chúng ta được mệt nghỉ. Ananthipura Đùm Mê Thần Nô Chấp Bà Rắc Áo Quê Si Nô. Nên đọc một lần hai câu hả? Kinh này chúng ta đọc hai câu được như vậy, thì qua giọng kệ chúng ta cũng nên đọc hai câu. Ananthipura Đùm Mê Thần Nô Chấp Bà Rắc Áo Quê Si Nô, tức là chỉ thân chúng ta lên và chỉ nô chúng ta xuống. Một lần đọc hai câu như vậy. Nếu chúng ta đọc từng câu một ngắt đoạn thì nó có vẻ hơi nhắc gừng ha. Ananthipura Ga Đùm Mê Thần Nô Chấp Bà Rắc Áo Quê Si Nô. Quý vị chú ý vậy ha. Đọc lần hai câu thì chúng ta cảm thấy nó âm giọng của chúng ta lên xuống. Còn nếu mà đọc từng câu một thì thấy nó hơi kỳ ha. Thôi bây giờ chúng ta đi vào tự vấn ha, để copy lại nè, copy lại rồi đưa lên tự vấn. Chạy đâu rồi? Alo, quý vị còn nghe ha? Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vấn của câu Phật ngôn 355. Ananthipura Đùm Mê Thần. Nghe tiếng dế kêu là trời ơi, chú ý toàn là cái chó này, gà này, dế này. Sao không chú ý câu số 1? Ananthipura Đùm Mê Thần. Có 3 từ ha. Ananthi đây là một động từ số nhiều, do căn ngữ hành, và động từ số ít của nó là hanati, có nghĩa là giết hại. Ananti là giết hại. Rồi phu ga do cái từ phu ga nó là một danh từ nam tính akran tapum linh ga. Nhưng mà chữ phô gá này được chia theo chủ cấp số nhiều, bà thà ma bà hu quá chá ná quỳ pháp tí, cho nên chữ phô gá biến thành phô gà. Phô gà là các tài sản hay là nhiều của cải, các tài sản hay là nhiều của cải. Đùm Mê Thần. Đùm Mê Thần chúng ta thấy tiếp tục ngữ đú ở phía trước, có nghĩa là xấu, là ác. Rồi chữ Mê Thần do này là một danh từ coi như là nữ tính ha. Akaranta-ithilinga Mê Tha có nghĩa là bậc trí. Nhưng mà chữ mê tha đây được chia theo đối cách số ít, đu tì gia quỳ phát tí ê có quá chẳng á, cho nên chữ mê tha biến thành mê thần, kẻ ngu si. Có chữ đú ở phía trước. Đùm mê thần là kẻ ngu si. Kẻ ngu si hả? Tại sao vậy? Thì xíu rồi biết. Tại vì cái lỗ tai nghe tốt quá, cho nên tại sao vậy?
À, câu thứ nhất có ý nghĩa hán anh tí phô ga rùm mê thần của cải giết hại kẻ ngu si, tài sản giết hại kẻ ngu si. Còn thắc mắc đưa tay nữa hả? Rồi, nói đi. Con xin kính chào sư Di Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con thấy trong cái này lô phá sanh thí á, thì cái chữ đum mê thân á, nó do hai chữ ghép lại, chữ đú cộng với m, cái m là cho cái thêm chữ đó thôi. Mê thá là từ mê thân, mê thá là bậc trí, là người có trí, mà trong khi đú là xấu, là hại, mà bậc trí hại, bậc trí xấu mà trở thành là kẻ ngu si. Nó thần kỳ chỗ đó đó, con thắc mắc như vậy đó sư, có đúng không thư? Đã bậc trí rồi mà còn ngu nữa, bậc trí mà thành xấu, bậc trí mà bậc trí xấu nữa. Nếu nó có trí thì nó đâu có xấu đâu sư, mà tại sao nó có trí mà nó còn ngu giống vậy, mà thành kẻ ngu si. Cái tiếng Pali con muốn hiểu rõ khi mà ráp vô như vậy đó, kẻ trí mà còn ngu si, tức là nó chưa, nó là kẻ trí. Thế nào gọi là kẻ trí, thế nào kẻ người nào có trí này, có phải là trí tệ không sư? Cái chữ mê thá này nó có tương đương với thanh nha không sư? Con muốn hỏi vậy thôi. Dạ con xin cảm ơn sư trước nha, con xin trả máy lên cho sư. Sư đừng nói con mỏi nhọn nha sư, nó thắc mắc nó đập trong cái đầu con làm con khó chịu, phải mở miệng ra nói đi sư. Alo, cái này mới thật là mỏi nhọn nè. Chứ đùm mê thân ha, đùm mê thân. Chứ đùm mê thân này á, nó do hai từ cộng lại, chữ đú cộng với mê thân. Mà chữ đú này có nghĩa là xấu lã. Xấu lã là tội. Thì bây giờ chữ mê tha chứ không phải là mê thá nha. Chữ mê tha là bậc trí, mê tha là bậc trí, nhưng mà nó thuộc về nữ tính. Akaranta ithilinga ha. Chữ mê tha này mà cộng với chữ đú, tức là lobo và sanh thí, thì chữ đú này phải thêm một chữ m nữa, thêm một chữ m nữa, thì nó ráp vô thành ra đum mê tha, hoặc là đum mê tha này nó đổi qua đối cấp đu tỳ gia bồ tát tỳ ê câu quách na, cho nên mê tha nó biến thành mê thân. Mà bậc trí mà có cái chữ đú ở phía trước á là xấu lã, thì có phải là kẻ ngu si không hả? Tại sao nghĩa khác nhau gì? Bậc trí nhưng mà có anh chàng tồi tệ, có anh chàng xấu ác mà nó ở trước đó, thì từ cái trí thì biến là ngu si chứ cái gì đâu. Thấy có trí nữa, thấy có trí nữa thì gọi là ngu si. Bây giờ một con người ha, nhưng mà nếu mà làm việc xấu thì người ta gọi là ác nhân. Là một con người nếu mà làm việc thiện thì người ta gọi là thiện nhân. Có trí thì không làm việc ác. Trời ơi, có chữ đú ở phía trước đó, có chữ đú ở trước đó, từ cái thiện nó biến thành bất thiện. Một con người làm việc thiện gọi là thiện nhân, một người làm việc ác gọi là ác nhân. Có trí thì không làm việc ác. Trời ơi, có chữ đú ở phía trước nè, nó làm cho cái trí nó đi chơi vô khác rồi, cho nên nó mới ngu si chứ. Còn cái trí mà nó ghi nhớ và biết mình thì làm sao mà có chữ đú ở phía trước nữa. Đi đâu vậy hả? Đi vô chùa Ngọc Đạt nè, có ông Thế Đức nè. Rồi chiếu nghe duyên sự rồi tính. Bây giờ câu số 2, mất thời gian ha. Câu thứ nhất có nghĩa là hán anh tiếp phu gà đùm mê thần của cải giết hại kẻ ngu si. Tại sao không hỏi cái ý nghĩa vậy đi? Bởi vì cá thăm mồi thì mất phải lưỡi câu, người ham của thì chết vì của, có gì đâu. Tức là tham đóng trong tài sản nè, biết bao nhiêu kẻ chết,
Bởi vì tham đắm trong tài sản, cái trí nó chạy chơi chỗ khác rồi, cho nên biến thành kẻ ngu si, mất trí, kẻ mất trí hả? Rồi đúng rồi. Bây giờ qua câu số 2. 5:27 rồi. Nô cha bà ra ca huệ si nô, nô cha bà ra ca huệ si nô, nô cha bà ra ca huệ si nô. Ba từ ha, nô là một, cha là hai, ba ra ca huệ si nô là ba ha. Nô, nô đây là bất biến từ, nô là phủ định, là không, nô na a à, nô là không. Rồi cha là bà, biết cái trang nhỉ, chỗ học mà dỗ quá trời quá đất anh thế này còn gì để mà nói, nhưng mà nói ở đây phải nói là sức kiếm hay nói thôi, chứ còn trong đầu chàng thấy sức nhập quỳnh thấy viết được thêm mà thuộc lòng luôn nè. Rồi bây giờ chị thứ ba, ba ra ca huệ si nô do hai từ ha, chữ ba ra cộng với ca huệ si, ba ra cộng với mà ca huệ si, ba ra nó là một kinh từ trung tính ha, ác lành ta nó cũng sắc linh ca à, ba ra tức là à, khác kia nọ à, khác kia nọ, tức là ví dụ ba rục mi à, tức là đáo vĩ ngạn, tức là qua bên kia à, hoặc là ở chỗ nọ đó à, tức là em chị không phải ở tại nơi đây mà khác phía bên kia à, ba ra. Rồi ca huệ si nô, ca huệ si nô do cái từ ca huệ si, ca huệ si là một danh tính từ nam tính, ca huệ si có nghĩa là người có sự tầm cầu, nhưng mà ở đây nó được nô chấp, nô chấp ba đó ca huệ si nô ha. À, ca huệ si là người có sự tầm cầu à, vậy thì cái câu này ba ra ca huệ si nô, ba ra ca huệ si nô là người có tầm cầu bờ bên kia, người có tầm cầu bờ bên kia, mà bờ bên kia này ám chỉ đó là niết bàn hả. À, bà tham ma quỷ phát tí à, cái này thuộc về chủ cánh ha, nó đứng làm từ bà ra gà quê xin nô, gà quê si biến thành gà quê xin nô. Vậy thì câu số 2 này, nô chắc bà ra gà quê xin nô và không giết hại những người tầm cầu bờ kia, và không giết hại những người tầm cầu bờ kia. Câu số 2 hả? À rồi, bây giờ qua câu số 3. Phô gá tành hài giá đùm mê thô, phô gá tanh hai giá đùm bề thô. Chữ phô gá tanh hai giá do hai từ cộng lại là chữ phô gá và tanh hai giá. Chữ phô gá nó là một danh từ nam tính, akran tap phung linh gá. Phô gá là tài sản của cải. Rồi tanh hai giá do cái từ tanh ha, tanh ha nó là một danh từ nữ tính, akran tai thi linh ga. Tanh ha là tham lam, tham lam. Và ở đây chữ tanh ha
được chia theo sở dụng cấp, sử dụng cấp số ít ha, sao mà sử dụng cấp được, nó là chỉ định cấp, chỉ định cấp tức là cho tốt thi về pháp đi e có quá trình á. Thì ở đây chỉ tân hà gia phô ra tân hà gia tức là do tham đắm của cái, do tham đắm của cái phô ra tân hà gia. Rồi đùm mê thô nó cũng giống như đùm mê thần hả, đùm mê thô nó cũng giống như đùm mê thần, nhưng mà đây chỉ đùm mê thô nó được chia theo chủ từ số ít bạc tham á e câu quá cho nó bị phát tí, cho nên đùm mê tha nó biến thành đùm mê thô. Phía trước của nó là một tiếp đầu ngữ đú, thì bậc ý không còn là tí nữa mà thành ra kẻ ngu si, đùm mê thô kẻ ngu si. Thank you.
chưa, sư Nhật Quỳnh? Như vậy câu Phật ngôn hãy cho một xuyên hại bản thân, hại luôn cái hát. Đúng rồi. Câu Phật ngôn 355 cho chúng ta một ý nghĩa của cái giết hại kẻ ngu si và không giết hại những người tầm cầu đến bờ kia Niết Bàn. Do tham đắm của cải, kẻ ngu si giết hại bản thân luôn cả những người khác. Ý nghĩa của Phật ngôn 355 của cải giết hại kẻ ngu si và không giết hại những người tầm cầu đến bờ kia. Do tham đắm của cải, kẻ ngu si giết hại bản thân luôn cả những người khác. Rồi, Ngài Hòa Thượng Ngài Giới Đức. Sao cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng ở đây là thấy đọc nghe kỳ cục quá. Thôi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu đi. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Cái gì coi đó, thấy lâu dịch của Ngài và Ngài Hòa Thượng Giới Đức là thấy bó tay luôn ha. Chỉ sử dụng lối dịch của Ngài Minh Châu. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Bó toàn thân luôn hả? Đọc không hiểu rồi, nó đọc làm gì? Tức là cái lối dịch của Ngài Giới Đức ở trong này nó không ăn khớp với câu Phật ngôn này. Rồi, tài sản hại người ngu, con người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tâm giàu hại mình và hại người. Sao mà ở đây có câu của Ngài Giới Đức ngộ ngộ ở trong này thấy chắc quá cả. Tài sản làm hại người mê, nhưng không hại kẻ kết bè vượt sông. Tham giàu đã hại mình xong, còn dìm kẻ khác trong dòng nước đen. Thôi lấy cái câu của Ngài Minh Châu cho chắc ăn ha. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua duyên sự, hay là còn ai chưa đọc nữa đi đọc đi, còn sớm mà. Còn ai chưa đọc thì cứ lên đọc, muốn bổ sung chỗ nào bổ sung, còn không đọc thì đi vào duyên sự, vượt sông mê tới Niết Bàn hả? Sông mà mê tỉnh cái gì không biết. Sông là sông thôi chứ, sông là sông thôi chứ, còn sông mà còn mê còn tỉnh nữa. Câu Phật ngôn 355 trước khi đi vào duyên sự thì đọc lại ha. Anh lành ti phù gà đùm mê thần nồ cha bà ra gác quê si nồ phù gà tành hài gia đùm mê thù hành ti anh nhẹ quá ác tà năng. Quý vị bị chỗ này nè, quý vị bị cái chỗ chữ áp tà năng, ba cái trường âm này. Quý vị đọc chữ áp thì trường âm nhấn rõ ràng, nhưng mà tới chữ tà năng, trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì quý vị làm cái ao. Áp là thấy rõ ràng, trường âm nhấn ta năng. Đọc hai cái chữ sau này đọc gì nhanh quá vậy? Thấy nghe rồi hả? Alo, còn ai nghe không? 123 123. Vâng, có Sĩ Tiện Vũ nghe rõ. Tại sao Sĩ Nhật Quỳnh thuộc rét hả?
nó còn nghe rõ nghe chó sủa nữa. Đúng đúng rồi, cả người nói mà chó còn sủa nữa, nghe luôn cả hai đó. Lỗ tai này nghe người nói, lỗ tai kia nghe chó sủa. Đó, thầy sẽ kiếm thầy sử dụng lỗ tai một cách rõ ràng. Một việc thì nghe hai tai, mà hai việc thì nghe tới hai lỗ tai luôn, chính xác. Rồi, trở lại vấn đề ha. Nhớ quý vị quan hỷ đọc cái dòng kinh như thế nào thì chúng ta qua dòng kệ cũng giống như vậy. Ha nan ti pho ga dum me thang no cha ba ra ga we si no. Dòng kinh chúng ta đọc hai câu dính liền thì dòng kệ chúng ta cũng dính liền hai câu ha. Cố gắng ha. Rồi, câu Phật ngôn 355 nói lên vấn đề gì? Khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đã đề cập đến một cái vị trưởng giả tên là Aputtaka. Aputtaka, Puttaka là con, nhưng mà có chữ A ở trước. A có nghĩa là không. Aputtaka có nghĩa là không con, cũng giống như chữ Mê Tha là bậc trí, nhưng mà có chữ đú ở phía trước là nó không còn trí nữa, mà kẻ tồi, kẻ ngu si ha. À, thì ở đây vậy, Aputtaka là con, nhưng mà có chữ A ở phía trước. Aputtaka tức là không con ha. Một hôm đức vua Basena đi, vị thủ lãnh của xứ Kosala, hay tin rằng có một vị trưởng giả trong thành Sawatthi vừa mệnh chung. Dân chúng đến báo cho đức vua về tài sản của vị ấy. Thì đức vua Basena đi mới phán hỏi tài sản ấy sẽ chuyển giao cho ai. Khi mà người cha chết thì quần thần mới báo rằng: tâu đại vương, khi mà không có người thừa kế thì sẽ chuyển giao vào công khố, tức là tịch thu. Và thế là đức vua cho di chuyển tài sản đó vào công khố, trọn cả 7 ngày mới chuyển hết tài sản. Rồi đức vua Pasena đi đi đến chùa Kỳ Viên ý kiến bậc đạo sư. Đức Phật hỏi rằng: này đại vương, có chuyện gì mà đại vương đến đây vào buổi trưa nắng gắt như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, có một vị trưởng giả ở trong thành Sawatthi vừa mệnh chung, con phải di chuyển tài sản của vị ấy vào công phố vì vị đó không có người thừa tự. Bạch Đức Thế Tôn, được nghe rằng trưởng giả ấy rất là giàu có, nhưng mà khi gia nhân mang thực phẩm thượng vị đến cho ông dùng thì thực ph�âm ấy đựng trong cái chiếc mâm bằng vàng. Thì ông ta nói: cái loài người mà được dùng vật thực ngon như vậy à, các người hãy đem cái mai rùa à, các người hãy ngạo mạn mỉa mai ta, có phải vậy không? Khi mà gia nhân đặt cái mâm vật thực xuống thì ông lấy cây, lấy gậy, lấy gạch, lấy đá ném xua đuổi giống như gia nhân đó đi. Và cái vị trưởng giả này chỉ dùng gạo nát với nước cải chua và nói rằng đây mới thật sự là vật thực của nhân loại. Và khi gia nhân mang vải tốt đến cho ông, hay mang chiếc xe đẹp tốt lộng lẫy đến, thì ông mắng giết, dùng gậy gộc, dùng đá để xua đuổi cái nhóm gia nhân đi. Ông ta dùng y phục thô xấu, đi xe thô xấu, tại những cái rất là bình dân, rất là hèn hạ. Đại đại vương, chuyện này quả có thật như thế. Vì trong thời quá khứ, ông cúng dường đến Đức Phật độc giác
ta gặp đó, si khi về vật thực. Thì một lần nọ, khi ông đang ngồi trên gác, trông thấy Đức Phật Lục Giác Đi Diệu Bình đứng trước cửa nhà, thì ông mới bảo với nhà nhân rằng: hãy cho cái vị sa môn ấy bắt gom đi, rồi chúng ta đứng dậy bỏ đi. Và được nghe rằng cái vị trưởng giả ấy là người không có đức tin nên mới nói như thế đó. Riêng bởi con đức tin suy nghĩ rằng: lâu nay ta mới được nghe chồng ta nói cái tiếng cho, sự ước nguyện của ta đã được viên mãn trong ngày hôm nay rồi, ta hãy cúng dường vật thực háo hàng đến cái vị sa môn này. Bà đi thỉnh bác và đặt và bác những món vật thực thương vị cúng dường đến Đức Phật Lục Giác. Ngài nhận bác rồi đi ra. Ông trưởng giả đi cửa sau ra gặp Đức Phật Lục Giác đang ôm cái bình bát đi, cho nên hỏi vị Phật Lục Giác ấy rằng: này ông sa môn, ông có được vật gì không? Không đợi Đức Phật Lục Giác trả lời, y mở nắp bát ra xem và thấy những loại vật thực thượng vị. Y bất bình suy nghĩ: vật thực này nên cho nô lệ của ta dùng còn có ích hơn, vì khi mà họ dùng vật thực này rồi thì họ sẽ làm việc cho ta. Còn cái ông sa môn này, khi mà ăn rồi sẽ tìm nơi để mà ngủ thôi, vật thực của ta sẽ hao phí đi. Lại nữa này đại vương, cũng trong kiếp ấy trưởng giả đã giết chết cháu ruột của mình mà sang đoạt tất cả tài sản. Được biết rằng trưởng giả ấy khi vào chơi với cháu của mình thì đứa cháu nắm lấy tay chú và nói rằng: chiếc xe này là của cha con, con bò này là của cha con. Trưởng giả ấy mới suy nghĩ rằng: hiện giờ nó đã biết nói như thế rồi, thì khi nó trưởng thành thì ai sẽ là người gìn giữ gia sản này chứ? Và ác tâm sanh khởi cho vị trưởng giả đó, y dẫn đứa cháu của mình đi dạo chơi trong rừng, dùng lấy hai tay bóp cổ đứa cháu như người ta bóp một củ khoai chín, rồi liền bỏ xác cháu mình vào bụi rậm gần đó. Này đại vương, đây là cái tiền nghiệp của ông trưởng giả đó. Đức Phật phán giải tiếp rằng: này đại vương, do cái quả mà ông trưởng giả cúng dường vật thực đến Đức Phật Độc Giác, tức là Sakhi, cho nên được thọ sanh làm chúa Đế Thích đến 7 lần. Quả còn dư sót được làm đệ nhất trưởng giả có đại tài sản ở trong thành Sakhi này cũng là 7 lần. Do cái nghiệp quả khởi lên tâm bất bình, hối tiếc rằng nên cho vật thực này đến nô lệ dùng, vì vật thực này sẽ là chúng sẽ làm việc cho ta có lợi ích hơn. Nên tâm của ông trưởng giả ấy không chịu dùng vật thực thượng vị, không thích dùng vải quý hay dùng loại xe đẹp, không chịu dùng hay là họ dùng năm cái dục trưởng dưỡng. Do quả nghiệp sát hại cháu mình để cưỡng đoạt tài sản, cho nên người y bị thiêu đốt trong địa ngục với thời gian dài không sao đếm xiết được. Và quả còn dư sót nên y bị tuyệt tự, và tài sản ấy thường bị sung vào công cố quốc gia đến 7 lần. Này đại vương, lại nữa phước cũ nay đã hết mà y không có tạo thiền sự mới, vì có cái tâm bổn sản. Này đại vương, chính khi mà ý mệnh chung thì y lại rơi vào địa ngục Maharuruva, bị thiêu đốt trong cái lửa địa ngục. Nghe được tiền nghiệp của trưởng giả Anaputta như vậy, thì Đức Vua bạch hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu thay, đây là cái quả nghiệp quá nặng. Khi mà trưởng giả ấy có được tài sản như thế mà không tự thọ hưởng, và khi được vị chánh đẳng chánh giác ngự trú ở nơi đây, ông ấy cũng chẳng tạo được cái phước thiện gì hết. Thật vậy này đại vương, người thiếu trí
đã được tài sản thường không tầm cầu niết bàn. Lại nữa, ái dục phát sinh do tài sản thường giết hại người ấy một cách lâu dài. Và khi nói như thế xong thì Đức Phật Ngài đã đọc lên cái câu Phật ngôn 355 này: A nan thi phù ga đùm mê thần nô cha bà la ca quê si nô phù ga tan hài ya đùm mê thù hành ti anh nhê quá tài năng. Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì có nhiều người chứng đạt thánh quả diệu lưu. Dương sự này cho chúng ta thấy rằng ba hộ không con để nối dòng, chết rồi di sản bị xung công. Đức vua muốn biết rằng nhân quả, cầu Phật từ bi giải lý thông. Bởi ông ba hộ kiếp xa xưa bảo vợ dân cơm đến Phật Đà, nhưng lại trở lòng tham hối tiếc, nay giàu chẳng dám hưởng vinh hoa, vì giết con anh đoạt sáng tài. Bảy đời trượt từ chẳng con trai, lại không bỏ của ra lòng phước, hiện ở tỳ diệu cổ sai. Tài sản chỉ làm hại kẻ ngu, bo bo giữ của chẳng lo tu. Người khôn biết lánh xa tài dục, tâm chỉ còn mong quả đặc thù. Alo, quý vị còn nghe không? Hồi nãy Sư Nhật Quỳnh nó không nghe hả? Nhà đội cái dân sự nó hay quá, cũng phải ráng mà nghe hả? Rồi, Sư Nhật Quỳnh âm thanh nghe rõ và liên tục. Vậy thì cái câu Phật ngôn này ý nghĩa như thế nào? Rồi, thời gian còn lại quý vị thảo luận ha. Xin mời bàn tay của quý vị. Nói chưa xong đã đưa tay rồi, sao lẹ quá vậy nè. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, nó còn nhiều giờ quá rồi đó, con đi lên nói lẹ đi để cho sư nghỉ ha. Sư già rồi, rồi còn cho mấy người khác lên chia sẻ nữa, bàn luận chứ không phải bàn cãi sư, không có cãi lộn gì đây chơi, nó bàn luận thôi. Dạ, trước hết cái con vô trong đầu này chia sẻ đó, nhờ quý vị có hai người nghe rõ không trời? Mấy người kia có nghe rõ gì không hả? Hello, có nghe rõ không? Ủa, ba người hả? Vậy ba người nghe rõ được rồi đó. Bốn người, xà thú. Được rồi, cảm ơn quý vị nha. Trước hết con muốn chia sẻ những sự hiểu biết của con về câu pháp cú, câu 355 này, thì con xin đọc lại. Đọc theo ý như sư muốn đó. Ha năng tí phô gà đầm mê thăng nô chá phà ra ra quê si nô bồ gà tăng hà gia đùm mê thô hằng tí anh nệ quá ác tà năng. Bingo ha, ok ha. Không có ác tà năng, nhanh quá sư không ưa. Ác tà năng, ha. Vậy là xong ha. Trong cái câu này thì con coi trong tự điển của Pali á, thì cái chữ tùm mê, mê thăng là đúng chi giá của nó, là đối cách của nó. Thì cái đó chỉ người quay thôi, người khôn, người khéo thôi, chứ không phải là Panya tí là cái người có trí tuệ. Thì những người mà trí thức, những người mà giàu có, hiểu biết về cái, thì người ta gọi là người khôn, biết làm cái này làm cái kia thì gọi là mê thăng. Nhưng mà những người này không có sự tu tập, thành ra họ nhiều khi họ làm việc tốt, nhiều khi họ làm việc xấu. Thì cái điều này ai cũng phải biết rồi. Là về con người ta tạo nghiệp từ ba cửa: thân, lời và ý. Ngoài ra nó có thập thiện nghiệp thì nó cũng có thập thiện ác. Thì trong câu kệ này Đức Phật muốn nói tới
cái sự mà cúng dường bố thí của chúng ta, mà nếu mà không có đầy đủ trong cái tiền hiện và hậu, tức là trong cái sự mà chuẩn bị trước khi mà mình làm việc thiện, rồi trong khi làm việc thiện và sau khi làm việc thiện, thì ông này theo như sư đã nói về tích sự, thì ông này làm rất nhiều quả xấu ở trong quá khứ của ổng, nhiều tiền kiếp trước. Thì cái kiếp hiện tại này ổng bị nhập vô một lần hai ba nghiệp luôn, nó trổ quả luôn một lần hai ba nghiệp luôn. Nghiệp thứ nhất là ổng cúng dường cho vị độc giác Phật Thích Ca Phú Thá, là một vị cũng như chánh đẳng chánh, chỉ kém vị chánh đẳng chánh giác thôi, mà đã cúng dường rồi, được phước cúng dường một vị Phật độc giác như vậy, ổng rất có nhiều có phước. Nhưng ổng đắc ý ổng cúng dường, nhưng mà ổng không cúng dường, ổng cho bà vợ ổng là người làm gì có ổng cúng. Nhưng khi sau khi bị cúng dường, ổng đi trở về, ổng thấy, ổng mới tiếc nói, ổng nói thầy vậy cái đồ ăn này để cho ông thầy chùa này cho cái người làm của ổng ăn, nó ngon, nó làm việc tốt cho ổng, tạo ra của cải ổng nhiều hơn. Thì cái quả báo của ổng, cái trước khi ổng làm, ổng tác ý ổng cho ông này, nhưng cái hiện tại thì ổng không có biết, ổng không có làm, người khác làm. Nhưng cái hậu thì ổng có tác ý rất là xấu, bởi vì cái quả nó chỗ trong cái kiếp này, ổng là một người rất giàu có, nhưng ổng không có hưởng được cái phước giàu có của ổng, là hưởng những cảnh như là ổng giàu sang, ổng có thể ở nhà to, ăn đồ ăn ngon vậy đâu thứ. Nhưng mà nghe nói ổng ăn rất hà tiện, ổng ăn cái đồ xấu, ổng không có ăn đồ tốn kém nhiều, ổng rất hà tiện. Tức là trong cuộc sống của ổng có giàu sang mà không được hưởng. Thì trong cuộc đời này con cũng thấy một vài người quen của con, cũng như con nghe người ta hỏi, trong bà con của con có một gia đình đó, bên dì của má con đó, thì là chủ tiệm vàng, mà ăn đồ rất là kham khổ, ăn khô ăn mắm gì không à, mà trước 75 khô mắm thì nó rẻ lắm, thịt heo quay, thịt gà gì đó mới mắc. Bà sống rất là hạ tiện, không dám làm. Rồi con có một người quen đó, là bà xui gia dưới một cái người anh, không biết à, bà chị con có ông chồng đó người Anh, người Anh đó lấy vợ, thì bà già vợ của người Anh của ông chồng của bà chị con, đại khái là vậy. Thì có tiệm vải rất là lớn ở Tây Ninh, nhưng bà ta không có dùng vải tốt, bà chỉ lấy vải dụng dụng mà nó cắt trong cái nguyên cây đó, nó còn khúc nào thì bà lấy những vải đó dụng, nhiều khi bà mai, bà ráp vô thành cái áo, bà bận. Thì con nghe kể như vậy thì con không để ý, sau này qua Mỹ thì con thấy bà cũng sống hà tiện, rất hà tiện giống như vậy, cho đến ngày bà phải chết thì bà không có bận đồ đẹp gì hết trơn á, cũng không ăn đồ ngon. Nghe nói bà đi mua cá nhỏ nhỏ gì rẻ tiền, bà ăn cái gì rẻ tiền bà ăn thôi. Mặc dầu bà vượt biên bà cũng đem thêm một số tài sản, nhưng mà con không biết, nhưng con thấy cuộc sống của bà thì vô nhà thì không có gì đắt giá đặc biệt hết. Thì con chỉ lúc đó coi thì chỉ biết thôi, nghe là chuyện người ta nói chuyện kỳ lạ kỳ dị thôi, lúc đó không có biết đạo Phật, không biết nhân quả, không có biết sâu xa nhiều giống rõ ràng giống như bây giờ, chỉ nghe biết thôi, nhưng mà con có sự ghi nhớ. Dạ. Đó là một chuyện. Rồi ổng tiền kiếp ổng trước ổng đi hại mơ, mà đó là bà con cháu của ổng, mà ổng giết nó đi. Thì bây giờ cái nghiệp quả báo của ổng là ổng giàu có, mà ổng có người nói giỏi, là không có con, không có tiệt tự, tiệt tự không có con cái gì hết. Đó là một quả báo. Thì trong xã hội này, quý vị trong đạo tràng này, tôi nghĩ rằng những quý vị đều là lớn tuổi hết, ít nhất là 40-50 tuổi. Cái người trẻ trong đây gọi là teenager đó thì cũng phải 40 tuổi chứ không ai trẻ hơn. Tại phần lớn người trẻ người ta có những nhu cầu khác, coi YouTube, làm lăng xăng gì đó, bắn game gì đó, không có quẩn vô đây mà nghe mấy trả lời mấy câu này nghe gì kỳ, không hiểu gì trơn, đọc tiếng gì kỳ, không có áp dụng gì trơn, nói không ai biết gì trơn á. Ít người lắm, chỉ có những người lớn tuổi đã có nhân duyên tu tập nhiều, đời nhiều kiếp về Phật giáo, thành ra có mấy nhân duyên mới vô trong đây mà nghe. Quý vị coi có mấy chục người, mười mấy người thôi vô nghe đây thôi, chứ ở trên thế giới này bao nhiêu tỷ người, ở trên nước Mỹ này hơn 300 mấy chục triệu người, có bao nhiêu người vô trong cái đạo tràng để mà nghe ha. Thì đại khái là như vậy, mà nghe có người cũng nghe cũng hiểu thâm sâu nữa. Thì ý tôi nói là khi mà quý vị sống hơn nửa cuộc đời, cũng gần chết, thì những quý già, những quý vị mà lớn tuổi, có nhiều người á, thì những người lớn tuổi á,
bây giờ có phước vô đây nghe, còn những người lớn tuổi khác ha, họ chỉ ăn ngủ dĩa đá gì đó rồi uống thuốc, đi đi bác sĩ, đi vô nhà thương thôi rồi chờ chết thôi. À, họ coi phim, họ coi vậy đấy để cho họ, chứ cái tâm tư họ rất là phóng dật bắn loạn, họ không biết họ phải làm cái gì hàng ngày, họ hay quên lắm. Còn chúng ta biết, chúng ta vô đây học, học không ít cũng nhiều, cũng cũng là một cái tài sản để chúng ta cho cái nghiệp kế tiếp của chúng ta. Thì ông này ổng giết người giống như vậy, thì ổng tại bây giờ ổng bị không có con. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời chúng ta trải qua không nhiều thì ít trong xã hội, cũng như chúng ta thấy thực sự trong cuộc sống hàng ngày, cũng như chúng ta coi trên phim ảnh hay tin tức mà đăng trên hàng ngày, có những người mà chúng ta thấy họ tội nghiệp, trời ơi, người ta đã nghèo khổ rồi, bị đuổi ra khỏi nhà vậy mà còn bị bệnh nữa, rồi bị con chết, rồi bị vợ bỏ, rồi bị con chửi, rồi bị hàng xóm tệ hại, trời ơi sao mà tội nghiệp quá. Thì chúng ta thấy cái quả của họ bây giờ thì thấy rất là tội nghiệp, nhưng chúng ta nếu mà có nhân duyên, có thần thông, hay là phải có tu tập thì mới có thần thông, mới nhìn được cái quá khứ người ta được chứ. Mà nếu mà có nhiều nhân duyên hơn, mà có sinh trong cái thời của Đức Phật, nghe Đức Phật nói vậy chạy lại hỏi Đức Phật rất là dễ thương á. Khi mà hỏi cái gì là ngài trả lời hết trơn à. Ngài Luca Vidu mà, thế gian giải mà ha, thế gian giải Luca Vidu, cái gì ngài cũng biết hết, cái gì ngài cũng giải thích được hết ha. Thì ngài sẽ chạy u là không biết nặng biết nữa, tảng sáng chờ chạy đảnh lễ Đức Phật, dạ con biết nãy kia. Còn như vị nào chết rồi đó, tôi mấy ngày hỏi thưa Đức Thế Tôn, ông này ông chết, ông đi về đâu vậy, mà Đức Phật nói rõ ràng hết trơn hả. Đó. Thì mấy người đó có phước thì giờ thì chúng Đức Phật kể ông này á, là nhiều tiền kiếp làm gì vậy, thì lúc đó chúng ta mới là lắng mình xuống, mới biết rằng đúng là nhân quả, trồng cây nào được quả đấy, gieo nhân nào thì được quả đấy. Thì bởi vậy Đức Phật mới nói là vô minh. Thì vô minh nó có tám chi, không biết về khổ đế, không biết gì tập đế, không biết gì diệt đế, không biết về đạo đế, không biết nhân đã tạo trong quá khứ, không biết quả đang chỗ trong hiện tại, không biết nhân quả tương sinh, biết duyên sinh duyên hệ, là thập nhị duyên ngày 24 duyên chẳng hay khác vậy. Nó không biết bác phong, không biết bác khổ. Thì cứ hoành hành trong lúc mà cuộc sống hàng ngày, khi mà trong quá khứ đã làm những việc thiện, có những điều thiện đã làm, nhưng làm không có tác ý khôn khéo, không có sự tu tập, thì đã gây quả. Khi mà làm rồi cái quả nó tới, cái quả nó chỗ thì mới thăng trời. Người ta mới nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mà có thấy ai sợ bao nhiêu đâu. Khi mà quả đã chỗ rồi, những cái sự tai biến, những đau khổ dồn dập tới, lúc đó mới ngồi thu mình lại, mới điềm chỗ Phật rồi chùa nhà thờ đó, tâm sự này kia, nhưng mà không có biết cái, không có được nhiều cơ hội để tu tập như quý vị trong đạo tràng này, được vô trong đây học nghe kinh Pháp Cú, được sư dạy đọc kinh Pháp Cú, không được miếng này cũng được miếng kia, không được phước này cũng được phước kia, được hiểu nghĩa. Rồi học vi diệu pháp, được thầy kia, rồi vô YouTube, bây giờ bỏ lên tùm lum tùm la, có cái tốt có cái xấu, nghe cái này cũng được nghe cái kia, thì rất nhiều có phước đó. Thì tôi thấy coi, tôi check lại những cái subscriber đó của mấy cái YouTube đó, thì tôi thấy những YouTube tào lao bí đao quá, nói chuyện trời ơi đất hỡi thì cả triệu view vô, mà những cái pháp mà dạy rất khó, hay những sư dạy đó giảng giải đó, thì có vài trăm em vô coi à, có vài trăm người à, có vài ngàn là nhiều đó, chứ không có nhiều. Thì những lời Đức Phật dạy rất là đúng. Cái đi vào cái đường khổ á, thì giống như lông con bò, mà đi về, mà đi theo đường tốt á, thì giống như sừng con bò con trâu gì đó, mà con bò con trâu thấy có nhiều con cũng đâu có sừng phỉ móc gì đâu, thấy lông không à. Thì chúng ta mỗi ngày á, chúng ta xin giới, xin giới thọ quy tam giới, thì chúng ta đã nghe sư đọc hoài đó. Hồi đó tôi cũng đọc hoài, tôi nghĩ giữ tâm quy ngũ giới thì tôi không biết. Khi mà tôi học vi diệu pháp, tôi đọc vô tôi thấy, mà lúc mà giữ giới sinh giới đó, mà sư truyền giới nói là
Silena sugatin yang ti silena boga sampada silena nít bút tin yang ti tắc mà si lăng đi sổ tha về. Mình đọc như con vẹt chẳng biết. Lúc mà vô trong rồi mình mới nhớ rằng chúng sanh 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 về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy nên chư Phật tử phải giữ gìn giới lực cho được xong trong sạch, đừng để lắm giờ. Thì trong thanh tịnh đạo thì cũng có cái giới, giới định tệ. Giới định tệ, ba cái đó thì nó rất là lớn. Mà giữ giới thì giữ giới, nhưng mà trong thanh tịnh đạo thì nói sila ví su thí mắt giá. Con đường vậy là giới thanh tịnh. Chúng ta đều có giới nhưng có thanh tịnh không? Ha, hãy xét lại đúng không? Có giới nhưng có thanh tịnh không? Có giới, có nhiều người rất giữ giới nhưng không có thanh tịnh. Tại sao? Họ không có tu tập đầy đủ, họ không có đủ trí tuệ để mà giữ giới đó. Chẳng hạn, thì cho thí dụ có một lần, bà bạn tôi ở bên Mỹ này, bà không biết chạy xe, bà ghéo tôi đi chở bà đi lại chùa kia kìa đó. Bà nói mà chở tôi đi đi chỗ đó. Tại vì cho đó cái chuyện gì không? Tôi hỏi bà có chuyện gì hấp dẫn mày đi cùng vợ không? Bà kể tôi đi. Mà mày chở tao đi đây, mày đi chợ, mày chở tao đi đó, tao ghé anh chút. Nghe bà mới nói chỗ đó nó bán bánh ú bánh tét gì ngon vậy lắm, bán đồ chay vậy đó. Bà thích ăn chay, bà cao quá bà thích ăn chay. Thì tôi cũng nói cái chùa đó sao bà, bà nói cái chùa đó hay lắm. Tôi hỏi bà chùa Nam Tông hay Bắc Tông vậy? Bà nói mày lên mày coi mày biết à. Cái bà này thiệt tình, thì tôi cũng chở để coi bà như thế nào. Chở đâu đó thì tôi thấy ông đi vòng vòng thấy rồi biết bắt tông rồi, tại không có sách kinh hết. Tôi vô trong chùa là tôi từ trong tới ngoài, tôi vô cái chánh điện trước à, tôi vô coi có sách vở gì không, có gì mới là tôi thỉnh tôi xin. Không có gì hết, tôi ra phía sau tôi thấy thì ba đang ngồi ăn bánh uống bánh tét vậy đó. Tôi thấy trên cái nhà bếp á, là cái chùa bên Mỹ này giống như cái nhà nó phát ra nó tùm lum tùm la, làm đồ không có vệ sinh nhiều đâu. Tôi thấy rùi bu kiến đậu vô mấy cái bánh uống bánh tét rồi tôi gớm muốn chết luôn. Rồi tôi thấy cái bà mà bận áo như là chàng vậy đó, chống lừa mấy người tu nữ, bà giải gì đó tôi không biết, thì đang làm cơm rượu, bỏ cơm rượu ở trong hũ. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi ủa hiện tại sao mà trong chùa bán cơm rượu vậy? Ông tôi hỏi ông chủ trì đâu vậy? Thì chỉ ông chủ trì ông đang xào nấu gì góc nhà đó. Trời ơi mô Phật. Cái ông giọng miệng ra ông nói chứ ăn cơm rượu đâu có sao đâu, mình đang ăn nhiều nó sai. Trời đất ơi, tôi nghe tôi rụng rúng rồi đó, tôi tức quá rồi nhưng mà tôi không nói. Tôi bực cái mình quá rồi tôi không nói. Cái lúc lên xe xong rồi tôi nói với bà bạn tôi nói cho bà nghe hả? Từ rày sắp tới bà kêu tôi chở đi cái chùa này hả? Bà tự đi một mình bà đi ha. Còn mày kêu con cháu bà chở đi, tôi không có lợi đâu. Bà hỏi tại sao gì mày làm gì mày ghét vậy? Mình lợi cái chùa đó là mình mới học những điều tốt. Mình phải móc túi ông sư đó. Cái ông sư có cái gì hay mình móc túi ổng. Còn là cái chùa này ổng không có dạy gì mình hết. Ổng còn dạy mày lòn lách để mà phạm giới nữa. Đã là cắt chắc sai rồi, cho dù nó ít có nhiều mình càng tránh càng tốt. Chứ làm gì mà ăn nhiều sai mới có tội, không sai đâu có tội. Vậy mấy tên bộm nhậu nó uống 10 chai nó mới sai, 10 chai bia nó mới sai, 2 chai nó đâu có sai đâu. Vậy nó không phạm giới. Đó là tào lao, đó là họ lách được họ nghĩ. Tôi nói cho bà đó, bà tu hành bà nên có một sự suy nghĩ chính xác hơn hả? Tôi không có lợi nữa nha. Trời ơi, cái bà sợ lần sau bà đi mấy chùa tào lao bà không dám kêu tôi đâu. Tôi hỏi cái gì bà hỏi cho ra. Chùa là Bắc Tông hay dẹp đây, bà có quẩn bà đi, tôi không có quẩn đâu. Thì tôi nói cho quý vị đó, trong cái sự hành sống hàng ngày của mình đó, nếu mình không có cái sự suy xét chính tấn, tôi không nói là tôi có trí tệ, nhưng phải có cái sự ghi nhớ đó. Mình phải làm cái gì mình phải ghi nhớ cái đó, rồi mình soi suy xét. Chứ không phải mình thấy ông sư nào mặc áo cài da đầu tròn à gì đầu tròn áo vuông gì đó, tức là cái người đó cạo cái đầu chọc lóc mà bận áo cà sa đó, mình có đánh lễ. Và mình đánh lễ là mình để cái áo của vị sư là một vị đệ tử con của Đức Phật rồi mình. Nhưng mà mình có nghe ông nói không? Ông nói đúng mình nghe chứ không nói đúng ha, sorry sir, bye bye à. Thì mình phải biết cái đó, mình không có tội gì hết. Mình phải có sự phán xét của mình, cái sự suy đoán của mình bằng vào con mắt, bằng cái sự nghe của mình, bằng sự hiểu biết của mình. Chứ đừng có thấy là cứ lại lục rồi cúng giái vậy đó. Tôi không có đồng ý chuyện đó. Đó là về ý nghĩa của tôi. Trong cái câu này cũng vậy, Đức Phật nói nhắc lại cái quá khứ của cái ông đại gia này. Ông giàu có nhưng mà ông không được hưởng cái phước của ông. Ông được giàu sang nhưng không được hưởng những cái của cải giàu sang đó. Ông cũng không có tiệt tự luôn. Ông không có người để mà nói danh nói giỏi gì với ông đó, dẹp luôn. Cái chính cái sự ngu si của mình
từ thân lợi ý, chúng ta không biết giữ, không biết tác ý, không có tác ý yoniso đó, gọi là tác ý khôn khéo đó. Ayoniso đấy thì không có tác ý khôn khéo đó, thì nó rất hại, nó hại cho chính bản thân của mình mà hại cho cái người khác nữa. Cái đứa trẻ đó nó đâu có gì đâu, ổng bóp tay ổng giết nó chết, ổng gây quan trái cho nó rồi, thì ổng bị tiệt tự là cái điều đó. Rồi nhiều kiếp sau nếu mà đứa trẻ này mà nó không biết, nó quay quan trái với ổng, nó nguyền rủa ổng, nó nói mai mốt nó lên người, nó làm, nó lên nó trả thù lại, nó gặp ổng thì giết con cái ổng lợi, chẳng hạn như vậy. Thì có phải ổng gây đi quan trái nhiều đời nhiều kiếp cho chính bản thân của ổng và cho chính những người ổng hại nữa. Nếu tôi thấy có những phim chẹt á, thì nó nói quân tử 10 năm báo thù cũng không muộn. Tới ngũ tạng tàn gia chu lục hồi lúc Nam Mô Bụt Thà gia và sa thu kính cảm ơn cô Kim rất là nhiều, chia sẻ rất là hay. Mời cô Kim, mời không cô Kim, và mời cô Kim uống nước nè, nãy giờ Nhục Quỳnh mời mấy ly rồi không thấy cô Kim uống nước gì hết. Và cảm ơn Thiện Vũ và tại vì chùa Hậu, chùa Phước Quang và Thanh Thủy và Quýnh Đăng Pháp nữa nè. Dạ, thì muốn trả bài mà cô Kim nói hoài không chịu cho, Nhật Quỳnh xin mít gì hết. Cô Kim quan hỷ nha. Dạ, cô Kim giải chuyện rất là hay, nhưng mà thấy cô Kim mệt quá rồi nên Nhật Quỳnh xin phép cho cô Kim ăn chè. Dạ, Nam Mô Bụt Thà gia. Vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Hậu chùa Phước Quang lên trả bài nha. Nhật Quỳnh mất bài ra vào vị nào còn muốn trả bài nữa thì kính mời. Nam Mô Bụt Thà ra, Nam Mô Tham Ma ra, Nam Mô Sang Kha ra. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phước Hạnh, và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 355. Há năn tí phô ga đùm mê thăm là câu số 1. Há năn tí phô ga đùm mê thăm. Câu số 2. Nô chá ba rá gá vê quê trí nô là câu số 2. Câu số 3 là phô gá tăn ha rá đùm mê thô. Câu số 3. Câu số 4. Hăn tí anh nhê quá át ta ta năng. Con xin đọc và phân tích. Há năn tí phô ga đô mê thăng. Câu số 1. Há ná, há là đoạn âm, năn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, phô gá là trường âm thông thường, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Là câu số 1. Câu số 2. Nô chá ba rá gá quê xí nô. Nô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá gá là hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 3. Phô gá tăn há ha rá đùm mê thô. Phô là trường âm thông thường, gá tá, gá là đoạn âm, tăn là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, đum là trường âm nhấn, mê là mê thô là hai trường âm thông thường.
hành tí anh nghe quá ác ta năng. Hân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, nghe là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại toàn bài. Hà na tí phô ga đùm mê thăm nô cha nô chá ba rá gá quê xí nô phô gá tăn hà rá đùm mê thô. Hành tí anh nghe quá át ta năng. Dạ con xin hết, con xin xuống mic ạ. Dạ sư, con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài 355. Hanan thi poga dumme tham no cha para ga ve sino poga tan ha yakam me to han thi anye va attanam. Hanan thi poga tamme dumme tham no cha para ga ve sino poga tan ha yakam me to han thi anye va attanam. Con xin phân tích. Hanan thi poga tham me tham no cha para ga ve sino. Ha đoạn âm, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm, poga hai trường âm thông thường, tham trường âm nhấn, me trường âm thông thường, tham trường âm đọc theo giọng nguyên âm, no trường âm thông thường, chát đoạn âm, phát trường âm thông thường, ra cát hai đoạn âm, về trường âm thông thường, si đoạn âm, no trường âm thông thường. Hana thi poga tham me tham dum me tham no cha para ga we sino. Đoạn kế tiếp là poga thăng ha ya tham mê thô hành tí anh nhê quá á tà năng. Phô trường âm thông thường, gác đoạn âm, tăng trường âm nhấn, hát trường âm thông thường, giác đoạn âm, tâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, hành trường âm nhẫn, tí đoạn âm, anh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, đoạn âm, át trường âm nhấn, tát trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Poga thận ha yat tham me thô han ti an nhê quá át ta năng. Con xin đọc lại từng đọc. Han na thi poga tham me du me tham no cha para ga ve we si no. Poga tang haya tham me tho han thi an nhe wa at ta nam. Dạ thưa con kính cảm ơn. Dạ, do con không biết cách đọc. Dạ. Câu kinh pháp cú số 355. Hà nan ti phô ga đu mê ha ra vê si nô phô ga tan ha gia đu mê thô hàn ti an nhê ha áp năng. Dạ, con không biết
con đọc có được không? Để xin đạo tràng sửa bài giúp cho con ạ. Dạ. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 355. Hà nan vô đi măng ba đê xí nô phô gà tăng ha và được mê thư hành. Dạ. Có lẽ là con không có cầm micro nói được, xin đạo tràng cử vị khác lên, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, xà thú kính cảm ơn học trò. Dạ, mời cô tu nữ Tây Duyên. Dạ. Một chút xíu nữa anh gắt chài thế nào ngày cũng sửa thôi. Dạ, rất là hoan hỷ khi học trò 68 tuổi cầm mic rất là giỏi. Dạ, mời cô tu nữ Tây Duyên. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài chư đức, kính chào đạo tràng. Dạ, tự nhiên xin phân tích câu pháp cú số 355. Há nàn tí phô gà đùm mê thang, đùm mê thang, nô chá bà ra gá quê xí nô. Há là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Phô ga là trường âm thông thường, đùm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường, đoạn 3 và 4. Phô gá tanh ha gác đùm mê thô. Phô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đùm là trường âm nhấn, mê thô là trường âm thông thường, ha âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường, nhê là trường âm thông, quá là đoạn âm, ác là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Há nàn tí phô gà đô mê thà gà quê phô gà tanh hà gà đô mê thô. Hàn tí anh nhê quá ác ta năng, ác ta năng. Dạ, tí xin đọc lại. Há nàn tí phô gà đùm mê thăng nô chắc bà gà rá gà quê. Xí nô phô gà tanh hà gà đùm mê thô. Hàn tí anh nhê quá ác ta năng. Hà nam ti po ga đùm mê thăng nô cha ba ra ga quê si nô po ga tan ha ya đùm mê thô hàn ti anh nhé quá ta năng. Dạ, tôi nhìn đã kể và phân tích xong, nếu có sai xin đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ là tự nhiên thấy còn có vài phút nữa,
Tự nhiên xin xuống mất ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Thiện Ngự, cảm ơn Hậu Chùa Phước Quang. Dạ, con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng bạch Ngài. Hôm nay học trò 68 tuổi cũng đã lên cầm mít rồi. Dạ, con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng để giúp những vị học trò mới có thể sửa sai bạch Ngài. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Ngài ạ. Dạ, Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến Ngài bạch Ngài. Dạ, vậy là Ngài có công việc ở dưới chùa rồi, không có trước máy rồi. Dạ, thôi thì còn có mấy phút con xin cầm mít nếu Ngài trả lời cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến Ngài. Dạ, cảm ơn học trò 68 rất là nhiều đã cố gắng lên cầm mít. Cảm ơn Christina, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Dạ, rất là sa thú, nhất là hậu chùa Phước Quang cũng vậy nè, chạy ra chạy vào cả bao nhiêu lần để được cầm mít, nên phải nói là Nhục Bình thấy quý vị trong đạo tràng vị nào cũng giỏi và vị nào cũng tinh tấn để học đạo, nên là Nhật Quỳnh rất là mừng. Dạ, mừng lắm luôn. Lý do là giống như quý ngài đã nói, mình khó làm người, mình làm người mình gặp chánh pháp rất là khó, mà mình gặp chánh pháp mà mình có thâm nhận được chánh pháp càng khó hơn. Nên là quý vị mà vào đây, quý vị cầm mít, quý vị ôm bài, quý vị trả bài, lần lần sẽ thâm nhận được lời dạy của Đức Thế Tôn, là một điều rất là Nhục Quỳnh nói là không lẽ là đứng tri ân vậy luôn đó. Dạ, tại vì Quỳnh Giang Nhật Hà còn đó không? Dạ, ví dụ như Nhục Quỳnh thấy Ngài Tịnh Giác vừa qua đời, mà học trò nói là học trò có ở đó đó, thì là mới thấy rằng những vị trưởng lão, dạ, những vị trưởng lão đi dần dần, thì cái đạo, cái Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, sẽ mất đi một những cái tàn cổ thụ. Dạ, mà mất đi những tàn cổ thụ thì mình là cũng khó nương nhờ, không biết nương nhờ ai. Dạ, ví dụ như Ngài Trí Đức đi, không biết Ngài có trước máy không, con vẫn nói lén Ngài luôn. Dạ, như Ngài Trí Đức đi, cũng hàng bảy rồi. Dạ, thì coi như là không biết, thấy nhìn dần dần những vị trưởng lão ở Việt Nam, thì như học trò Nhật Bình nghĩ học trò ở Việt Nam, và như cô Tị Duyên thì thấy những vị trưởng lão rồi. Nhật Bình nhìn vào cái đám tang của Ngài, và đúng vậy đó, Giang Nhật Hà, nhìn vào cái đám của Ngài Tỉnh Giác, Nhật Bình thấy những vị trưởng lão như Ngài Viên Minh, Ngài dạ, tự nhiên nói là Nhật Quỳnh quên những cái pháp danh của quý ngài, những cái vị trụ trì chùa Thiện Quang một, chùa Phủ Long, rồi chùa, nói chung là những vị trưởng lão. Dạ, ngài Trì Giới, đúng rồi. Dạ, nên ra mình thấy đi lần lần, như năm nay nổi cái năm nay thôi là quý ngài đã bỏ mình đi mấy vị rồi, thấy không có Tệ Duyên, nên là mình thấy rằng mình phải có duyên lành lắm mình mới được học pháp. Nên Nhật Quỳnh thấy vị nào vào là Nhật Quỳnh rất là mong muốn quý vị cầm mít. Dạ, quý vị cầm mít để chi? Mình cầm mít á thì mình mới biết mình sai, mình ở dưới này mình không có biết mình sai. Dạ, 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 ngài chắc chắn đã đi. Dạ, nó bởi vậy á. À, những vị trưởng lão, những vị mà thông thạo kinh lực, những vị có đức hạnh thì lần lần quý ngài rời bỏ chúng ta rồi. Nên bây giờ Nhật Quỳnh thấy vị nào và vào học, như ngài Liễu Tông thường nói, mình mà không lo học với một vị sư già cặm cụi thức từ 3-4 giờ khuya để vào đạo tràng ho hen tùm lum,
mà ngài cũng cố gắng vào. Ngài có nhiều ngày, ngài phải đi đây đi đó nữa chứ đâu phải ở chùa không đâu. Nhưng mà ngài cũng cố gắng vào để dạy chúng ta, mà chúng ta không có trân trọng được những cái lời dạy của ngài, mai mốt mình tìm không ra. Dạ, như Nhật Quỳnh ở trong cái room này cũng 9-10 năm rồi, nhưng mà thật sự bây giờ tìm một cái room khác, một vị khác như ngài thì không có, tại vì quý ngài quá bận rộn, mà không thể nào mà ngồi mà nhắc chúng ta từ từ một, nên là mình phải trân trọng. Và Nhật Quỳnh thấy vị nào mà cầm mic Nhật Quỳnh rất là quý báu, bởi Nhật Quỳnh chỉ tặng hoa thôi, nhà còn cái chuyện sửa sai là đã có ngài và có đạo tràng, nên là quý vị thông cảm nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con nói dòng do cũng đã trễ 2 phút rồi, cũng không thấy ngài trở lại đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng qua phước mà hôm nay chúng ta đã học pháp của kinh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ đúng rồi đó, ngài hậu chùa Phước Quang. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay do học pháp, thính pháp, kệ kinh. Chúng con kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chỗ ngụ của cô tu nữ Tệ Duyên, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân ni bana sabbat cha yo ho túc. Ý đăng huynh nhân ni bana sabbat cha yo ho túc. Ý đăng huynh nhân ni bana sabbat cha yo ho túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Trí Đức. Quý ngài đã quang lâm vào trung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Chỉ Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính thành lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ con xin phép được xuống mít và kính chào tạm biệt đạo tràng, hẹn gặp lại ngày mai. Yani taputa ni samagata ni pummani vayani va antaleke sabbe vaputa sumana pavantu apo visaka chantunantu pasitan tatma hi puta ni samaita sambe mettan karo tamano japa
tăng vi bồ tê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu ca văn vi ra gan nam a tăng ba ni tăng và đa cha ga sa và mu ni sa ma hi tô na tê tham mê na sa ma ti kinh chi đăng vi tham mê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu văn bồ tê sa tô ba ri wan na di su chinh sa ma ti ma nam ta ri ca nha ma hu sa ma ti na tê na sa mô na vê cha ti đăng vi tham mê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti tê đa ti nay ya su ga ta sa sa wa ca e tê su din na ni ha pa la ni đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng ni tê ba ti ba tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh quân cha ma na y đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho ya linh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi wa tê phi a sam ba cam vi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng mi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha wa yan ti gam pi ra ban ye na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma ni yan ti đăng mi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta ya wan ti sa ca ya đê ti vi chi kê tăng cha sui na pa tăng wa bi ya đa ti kinh chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bồ ca tung ni đăng vi sang kê ra ta năng pa ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam măng ca rô ti ba ba căn ca dê na wa cha chê ta sa wa a pa bồ so ta sa ba ti cha đa ya a pa ba ta đi ra ba sa sa vua ta ni đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ghe ghim ha na ma se ta tam ma ning ghim hệ ta thu ba mang tham ba wa răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang hi ta ya hi đăng ni pu thế ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anu ta ro tham ma wa ran ta di sa di nam vi bu thế ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan hi ra ta chiết ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi run ha đa niết bàn tề thi ra ya tha yam ba di bồ y đăng vi sang khe ra ta năng ba di tăng hệ tê na sa chê na su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ni kê ta tha ga tăng bê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma